quy người phát tâm xuất thế. Vào thời Đức Phật còn tại thế, một hôm tại Tịnh xá Kỳ Viên, có bốn vị tỳ kheo cùng nhau bàn luận xem trong thế gian này điều gì là khổ nhất. Một vị cho là sự dâm dục khổ nhất, một vị cho đó là sự đói khát, vị khác lại cho là sự sân hận còn vị cuối cùng cho là sự kinh hãi sợ sệt bốn vị tranh luận không ngừng nhân đó đức phật dạy rằng những điều các ông nêu ra để tranh luận đó đều chưa phải là ý nghĩa cứu khổ sự khổ trong thế gian này không gì hơn việc sở hữu cái thân những việc như đói khát dâm dục sân hận oán cừu thảy đều nhân nơi thân này mà khởi sinh cho nên thân là gốc của mọi sự khổ não là cội nguồn của tất cả những tai họa hoạn nạn xét riêng về chuyện dâm dục có thân nữ ắt tự nhiên luyến ái với nam có thân nam ắt tự nhiên luyến ái với nữ thanh danh bại hoại tiết tháo tiêu tan phước lộc hao tổn tuổi thọ giảm thiểu hết thảy đều do việc ấy ví như giữ được sự trong sạch đức hạnh ắt nhờ đó được hưởng phú quý nhưng lúc được hưởng phú quý rồi lại rất dễ tạo nghiệp ác chỉ cần một ngày làm ác đã phải chịu quả báo trong ngàn vạn kiếp nên chỗ được không sao bù chỗ mất lại ví như lúc hưởng phúc vẫn siêng tu các nghiệp lành ắt sẽ được sinh lên cõi trời nhưng một khi phước báo cõi trời đã hết lại cũng phải quay trở lại luân hồi cho nên trong kinh có nói chuyển luân thánh vương cai trị khắp bốn châu thiên hạ có thể tùy ý bay trên hư không nhưng hết phước rồi lại sinh làm một con trùng nhỏ sống bám nơi cổ trâu cho nên biết rằng dù là nghiệp duyên phước báo hết thảy rồi cũng quy về thành nguyên nhân của sự đọa lạc dù là địa ngục hay cõi trời hết thảy cũng không ra khỏi luân hồi. Nếu không mạnh mẽ phát tâm xuất thế, một lòng hướng theo con đường giác ngộ, chỉ uổng công làm chuyện vụn vặt tâm thường. Hôm nay làm thiện, ngày mai tạo ác, loay hoay xoay chuyển mãi trong ba đường ác, không thoát khỏi tám nan xứ, thật không phải chỗ hướng đến của bậc nam tử trượng phu. Tuy nhiên, khúc nhạc thanh cao, hiếm người hòa nhịp những lời này chỉ có thể nói với bậc thượng căn trí tuệ mà thôi đức phật đản sinh đức phật bổn sư thích ca mâu ni vốn đã thành đạo từ vô lượng kiếp trước đây vì muốn cứu độ chúng sinh nên ngài đã phân thân thành vô số ứng hóa thân ở khắp các thế giới khác nhau đều thị hiện đản sinh chỉ lấy riêng sự kiện hóa thân của đức thích ca đản sinh ở thế giới này mà nói thì chính là thái tử tất đạt đa con vua tịnh phạn ở nước thiên trúc trước khi đản sinh ngài ở tại cung trời đâu xuất hiệu là bồ tát thiện tuệ thuở ấy nước thiên trúc có vị thánh vương là vua tịnh phạn thánh hậu là phu nhân ma gia đều là những vị cổ phật trong quá khứ hiện thân làm bậc quốc vương quốc mẫu bồ tát cưỡi con voi trắng sáu ngà từ trên hư không giáng hạ nhập vào hông bên phải của đức thánh mẫu sau đó bà lập tức cảm thấy thân thể an vui khinh khoái như được uống nước cam lộ trí tuệ biện tài cũng đồng thời tự nhiên có đủ những món ăn kỳ diệu của chư thiên cõi trời cũng tự nhiên hiện đến đầy đủ cho bà đến kỳ sinh nở thánh mẫu cùng cung nữ dạo chơi trong vườn tình cờ đưa tay phải lên vịnh cành hoa ba la xoa ngay lúc ấy thái tử từ hông bên phải của thánh mẫu đản sinh phóng tỏa hào quang chói sáng khắp trong trời đất có ngàn vạn thánh chúng đồng thời hiện ra vui mừng tán thán từ trong lòng đất bỗng tự nhiên nổi lên hai hồ nước thơm một hồ nước lạnh một hồ nước nóng để tắm thân thái tử. Trên không trung lại hiện ra chín con rồng phun nước xuống. Bốn vị thiên vương cũng hiện ra bế thân thái tử. Vua trời đau lợi dùng y phục cõi trời bọc đón lấy. Khi ấy, thái tử liền hướng về các phương. Mỗi phương đều tự mình bước đi bảy bước, nói lên rằng Trên trời, dưới trời, chỉ có ta là tôn quý nhất. Khi ấy, Đức Vua Tịnh Phạn đang ngồi trên bảo điện cùng quần thần bàn việc nước. Bỗng nghe có vị đại thần nổi trống hoan hỷ, tâu lên việc đảng sinh thái tử. Mọi người muốn đưa xe báo của Thánh Mẫu và Thái Tử quay lại nhập cung. Thiên thần tỳ thủ Yết Ma lập tức hóa hiện ra xe bằng bảy món báo. Bốn vị thiên vương làm người đánh xe Chư thiên cõi trời đều hiện xuống giữa hư không, đốt lên những hương thơm nhiệm màu kỳ diệu để cúng dường Thái tử. Thái tử sinh ra có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 19 tuổi ngài xuất gia, 30 tuổi thành đạo, đó là chỉ nói qua những điều sơ lược nhất, chi tiết tường tận xin xem tại các kinh trong Đại Tạng, ở đây không thể nói hết không nhiễm duyên trần bấy giờ vua tịnh phạn mang đầy đủ lễ vật hỏi cưới công chúa gia du đà la về làm thái tử phi cùng với hai thứ phi khác nữa tên là cù di và lộc giả như vậy thái tử có ba người phi vua lại cho xây dựng ba cung điện số cung nữ hầu hạ là ba ngàn người cung nữ thuộc cung thứ nhất lo việc hầu hạ thái tử từ lúc đầu hôm cung thứ hai hầu hạ trong khoảng giữa đêm cung thứ ba hầu hạ trong khoảng sau giữa đêm về sáng trong cung lúc nào cũng tấu lên ngàn vạn khúc nhạc du dương ngày đêm không dứt thái tử vẫn thường cùng với các phi tần đi đứng nằm ngồi nhưng tuyệt nhiên không hề khởi lên những ý niệm thế tục trong đêm thanh vắng ngài chỉ chuyên tu tập thiền quán chưa từng cùng với các phi tần làm chuyện như vợ chồng bồ tát hàng ma khi thái tử đến ngồi dưới gốc cây bồ đề nhập vào thiền định ma vương ba tuần thấy thái tử tu hành dũng mãnh muốn phá hoại đạo hạnh của ngài liền tập trung hết thảy thiên ma rồng độc ác quỷ cùng kéo đến nơi thái tử đang tu tập hiện vòng đao tên lửa từ bốn phía cùng ồ ạt tiến vào thái tử nhập tam muội khởi tâm đại từ khiến chúng ma không thể làm hại gì được ma vương ba tuần hết sức tức giận liền sai ba đứa con gái mình đội mũ cõi trời thân đeo chuỗi anh lạc dung nhan hết sức xinh đẹp rực rỡ đi trên xe bằng bảy báu có che màn báu cùng vô số ngọc nữ theo hầu tấu lên âm nhạc cõi trời êm dịu du dương lại tỏa ra mùi hương thơm quyến rũ từ mỗi lỗ chân lông trên người các ma nữ ấy đi đến chỗ thái tử liền dừng xe bước xuống dáng đi khoan thai cùng đến chắp tay lễ kính thái tử sau đó cầm bình báu trong tay có đựng đầy nước cam lộ cõi trời dâng lên cho thái tử nói rằng Thái tử từ lúc sinh ra đã có muôn ngàn thiên thần hộ vệ. Sao lại vứt bỏ địa vị tôn quý như vậy mà đến ngồi dưới gốc cây này? Chúng tôi là con gái thiên vương, trong sáu tầng trời của dục giới, không ai hơn được. Nay nguyện đem thân phụng sự thái tử, cuối mong ngài nhận lời cho. Bây giờ thái tử không chút dao động thân tâm, chỉ từ nơi khoảng giữa hai chân mày màu trắng, phóng ra ánh sáng hướng về phía ba cô ma nữ, khiến họ tự nhiên nhìn thấy được sự thật trong thân thể mình toàn là máu, mũ, đờm giải, gân mạch, cho đến chính lỗ thông ra bên ngoài, rồi ruột già, ruột non, gan, mật, phèo phổi. Mỗi phần đều có vô số những con trùng nhỏ li ti sinh sống, bơi lội qua lại trong đó. Ba ma nữ nhìn thấy vậy, rồi lập tức ghê tởm, nôn mửa, họ lại tự thấy một người hóa thành đầu rắn, một người hóa ra đầu trồn, còn một người thì hóa ra đầu chó. Trên lưng mỗi người đều cõng một bà già tóc bạc, da mặt nhăn nheo, thân thể như xác người đã chết cứng. Trước bụng mỗi người đều thấy đang bế một đứa bé, mắt tai mũi miệng đều chảy ra chất mũ hôi hám. Bà mà nữ kinh hải khôn xiết, liếu ríu bỏ chạy về chỉ ra chỗ xấu của mỹ nữ. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một người bà La Môn sinh được cô con gái đoan trang xinh đẹp vô cùng. Ông ta treo một bản cáo thị trước nhà nói rằng, nếu ai có thể chỉ ra được chỗ xấu của con gái ông, thì sẽ được thưởng bằng vàng. Trong vòng 90 ngày, không thấy có ai đến chỉ trích cả. Bấy giờ, Người bà La Môn kia dẫn cô con gái đến chỗ Đức Phật. Đức Phật liền chê rằng: "Cô gái này quá xấu, chẳng có gì đẹp." Ngài A Nan bạch Phật: "Cô gái đẹp thế này, vì sao Phật nói là quá xấu?" Đức Phật liền dạy: "Mắt không bị huyễn hoặc bởi hình sắc giả tạm ấy gọi là mắt đẹp. Tai không nghe những tiếng tà mị xấu ác ấy gọi là tai đẹp." lưỡi không tham muốn vị ngon ấy gọi là lưỡi đẹp thân không ưa thích những thứ lụa là mềm mại ấy gọi là thân đẹp tay không trộm cắp tài sản người khác ấy gọi là tay đẹp cô gái này hiện nay mắt thì đam mê hình sắc tai thích nghe tiếng thị phi mũi tham muốn hương thơm thân ưa thích lụa là tay muốn lấy tài sản người khác chỉ sơ lược kể ra như vậy đã thấy không có gì là đẹp cả. Phật phá trừ lòng dục của nam giới. Thuở xưa, ở nước Câu Thiểm Di, có người tên là Ma Nhân Đề, sinh được một cô con gái đoan trang xinh đẹp, liền đưa đến chỗ Đức Phật, tự nguyện cho con mình theo Phật nâng khăn sửa túi. Đức Phật liền hỏi, Ông cho rằng con gái ông thật xinh đẹp lắm sao? Ma Nhân Đề đáp, Đúng vậy, con tôi thật rất đẹp. Nhìn kỹ từ đầu xuống chân, không có chỗ nào là không đẹp cả. Đức Phật dạy, Thật sai lầm thay, cái nhìn bằng mắt thịt. Nay ta nhìn con gái ông, từ đầu xuống chân, chẳng thấy có chỗ nào đẹp cả. Ông nhìn thấy trên đầu là tóc, nhưng tóc ấy cùng loại với lông, cũng không khác gì lông nơi đuôi ngựa. Bên dưới tóc là hộp sọ, nhưng sọ ấy tức là xương nếu so với xương trong đầu lợn đã giết mổ ra thật cũng không khác trong sọ là não hình dạng nhão nhoẹt chẳng khác chất bùn nhưng lại có mùi hôi tanh khó ngửi nếu như đổ tràn trên đất thì ai ai cũng ghê sợ không dám dẫm đạp lên cặp mắt đó lại giống như hố nước thường chảy ra nước mắt trong mũi đầy nước mũi trong miệng là đờm giải. Bên trong thân là gan thận phèo phổi, hết thảy đều tanh hôi. Trong ruột già, bàn quang thì chứa đầy phẫn dơ, nước tiểu. Chân tay chẳng qua là những đốt xương, gân tủy bọc trong lớp da, phải dựa vào hơi thở vào ra mà cử động. Khác nào người máy bằng gỗ, cử động được là nhờ máy móc bên trong. Nếu máy móc ngừng hoạt động, ắt toàn thân đều tan rã, từng chi tiết bị tháo rời, chân tay vứt ra bừa bãi. Con người mà ta nhìn thấy, bất quá cũng chỉ là như vậy. Có chỗ nào là đẹp? Phật phá trừ lòng dục của nữ giới Đức Phật hỏi cô Ma Đăng già: Người thương yêu A Nan, đó là thương những gì của A Nan? Ma Đăng già thưa: Con thương mắt mũi, miệng, tai của A Nan, còn thương dáng đi đứng của A Nan. Phật dạy, trong con mắt chứa đầy nước mắt, trong mũi là nước mũi, trong miệng là nước bọt, trong tai đầy ghét bẩn, trong thân thể chứa phân và nước tiểu, hết thảy đều hôi thối không trong sạch. Vợ chồng hòa hợp, liền tiết ra những chất ô uế, trong chất tiết ô uế đó mà hình thành con cái. Sinh ra con cái ắt có lúc chết đi có chết đi ắt có khổ đau than khóc cái thân như thế đem lòng thương yêu nào có ích lợi gì mục kiền liên khước từ phụ nữ trưởng lão mục kiền liên sau khi xuất gia tu hành chứng quả a la hán người vợ cũ trước đây của ngài muốn nối lại tình xưa nên ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp tìm đến cố hết sức quyến rũ ngài trưởng lão mục kiền liên liền đọc kệ dạy rằng thân nhờ gân xương đứng da thịt cùng che nhau bên trong đầy nhơ nhớp có gì tốt đẹp đâu tâm ta đồng hư không hoàn toàn không vướng mắt dù gặp tiên giáng thế cũng không hề đắm nhiễm sa di giữ giới xưa, ở nước An Đà có một người ưu bà tắc, cúng dường một vị tỳ kheo và một sa di, ngày ngày lo việc cung cấp thức ăn. Một hôm, cả nhà đều đi vắng, chỉ còn một cô gái 16 tuổi ở nhà, dung mạo xinh đẹp vô cùng. Tình cờ, hôm ấy cô gái quên mất chuyện mang thức ăn đến chùa cúng dường. Đến giờ ăn, vị tỳ kheo liền say chú sa di tự đi đến nhà người ưu bà tắc ấy để nhận thức ăn cô gái nghe tiếng gõ cửa biết là chú sa di đến mừng rỡ ra đón vào nhà cử chỉ hết sức đa tình quyến rũ lại nói với sa di tài sản nhà tôi nhiều lắm không thể tính xuể nếu anh chịu thương tôi tôi sẽ làm vợ anh ngay chú sa di tự suy nghĩ không biết ta đã tạo tội gì mà nay gặp phải chuyện xấu ác này, ta thà bỏ mạng cũng không thể hủy phá giới luật. Nhưng nếu giờ ta bỏ chạy khỏi nơi này, cô ta chắc chắn sẽ lôi kéo, chạy theo. Người đi đường nhìn thấy thì hóa ra chút lấy sự ô nhục. Nghĩ như vậy rồi liền dùng phương tiện khéo léo, bảo cô gái. Vậy cô hãy đóng cổng lại, để ta vào phòng nghỉ ngơi một lát rồi sẽ chiều theo ý cô. Cô gái nghe lời, liền đi ra đóng cổng. Sai Di bước vào phòng, nhìn thấy một con dao cắt tóc thì mừng rỡ, liền cởi bỏ y ngoài, quỳ xuống chắp tay cung kính, quay về hướng thành Câu Thi Na, là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Trời nước mắt phát lời nguyện rằng, Con nay không thể hủy phá giới luật của chư Phật Bồ Tát chế định, cũng như giới luật hòa thượng đã truyền trao nên quyết định tự xả bỏ thân này. Nguyện cho con được đời đời kiếp kiếp, sinh ra đều xuất gia tu tập chánh đạo, trọn vẹn thành Phật. Sa Di phát lời nguyện như thế, rồi liền dùng dao tự đâm vào cổ mà chết, máu chảy lên láng. Cô gái quay vào nhìn thấy, tâm tham dục lập tức nguội lạnh, hết sức hối hận, liền dùng dao tự cắt tóc mình khi người cha quay về gọi cửa, không thấy ai ra mở, liền sai người leo qua cổng vào mở cửa. Vào nhà rồi, nhìn thấy con gái như vậy, liền kinh hãi truy vấn nguyên do. Cô gái im lặng không đáp, suy nghĩ, nếu mình nói thật thì xấu hổ, nhục nhã quá. Nhưng nếu vu oan cho Sa Di làm nhục mình thì chắc chắn sẽ phải đọa vào địa ngục, chịu khổ vô cùng. Suy nghĩ hồi lâu như thế, liền quyết định nói ra sự thật. Người cha nghe rồi liền vào phòng, chắp tay cung kính lễ bái di thể. Đức vua nghe biết chuyện này cũng đến lễ bái, hết lời xưng tán ngợi khen. Những người nghe biết chuyện này, hết thảy đều phát tâm Bồ đề, cầu thành quả Phật. Quả báo của tội Sa di ôm nhau ngủ, tỳ kheo tăng hộ sau khi ra khỏi cung điện của Long Vương, đi đến một chỗ kia, thấy đủ hết thảy mọi chuyện rất đáng kinh sợ. Như có những tòa nhà mà tường vách trụ cột đều do máu thịt chất thành. Tội nhân trong đó bị lửa dữ thiêu đốt khổ sở. Cộng tất cả có 56 việc đáng sợ như vậy. Trong đó nhìn thấy có hai sa di ôm nhau nằm ngủ, lửa dữ thiêu đốt khổ sở không một lúc nào được tạm dừng tỳ kheo tăng hộ ra khỏi nơi ấy liền đến thưa hỏi phật được phật ân cần giải đáp nguyên nhân từng việc đức phật lại dạy rằng ông nhìn thấy hai sa di đó chính là người đã đọa vào địa ngục hai người ấy vào thời đức phật ca diếp xuất gia tu hành lại cùng nhau đắp chung một tấm chăn và ôm nhau ngủ vì tội ấy mà nay bị đọa vào địa ngục nằm trong một tấm chăn bị lửa thiêu đốt không ngừng cùng ôm nhau chịu khổ đến nay vẫn chưa dứt tội nghiệp thức hóa làm trùng vào thời đức phật còn tại thế có một vị cư sĩ tu hành thanh tịnh tinh sâu cúng dường tam bảo vào lúc ông lâm chung người vợ ở bên cạnh than khóc thảm thiết. Ông nghe như vậy sinh lòng luyến ái. Ngay lúc ấy qua đời, thần thức liền không đi đâu được, lập tức hóa sinh là một con trùng nhỏ ở trong mũi người vợ. Bấy giờ có một vị tăng đi ngang qua, thấy người vợ khóc than quá thảm thiết, liền ghé vào dùng lời khuyên nhủ an ủi. Khi ấy người vợ khóc nhiều, nước mắt nước mũi cùng tuôn ra con trùng cũng theo đó mà rơi xuống đất người vợ nhìn thấy con trùng từ trong mũi mình ra thì hổ thẹn muốn dùng chân đạp lên vị tăng thấy vậy gấp rút ngăn cản nói đừng đừng giết nó đó chính là chồng cô vừa mới hóa sinh đó người vợ ngạc nhiên nói chồng tôi là người tụng kinh giữ giới tu tập tinh tấn khó có người theo kịp vì nhân duyên gì lại có chuyện hóa sinh làm trùng vị tăng liền đáp do tình ân ái của cô lúc ông ấy lâm chung lại than khóc thảm thiết khiến trong lòng ông ấy khởi sinh sự luyến ái quá mạnh phải đọa làm thân trùng nhân đó vị tăng liền thuyết pháp cho con trùng nghe nghe xong con trùng khởi tâm sám hối vừa bỏ thân trùng liền sinh về cõi trời lời bàn lúc lâm chung là thời điểm hết sức khẩn thiết và quan trọng chỉ cần một ý niệm sai lầm thì bao nhiêu công phu tu tập trước đó đều mất hết phải hết sức thận trọng với điều này But